Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 2 tháng 6. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày Quốc Khánh Ý. Ngày sinh của ai? 2 tháng 6 năm 1980 là ngày sinh của Abby Wambach, nữ cầu thủ bóng đá. Cô thi đấu cho đội tuyển Mỹ từ năm 2001, giữ kỷ lục cầu thủ bóng đá cả nam và nữ có số bàn thắng quốc tế nhiều nhất với 184 bàn. Wambach giành giải thưởng cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2011. Cô có tên trong danh sách những người ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2015 của tạp chí Time. Ngày 2 tháng 6 năm 1988 là sinh nhật của Bảo Thy, nữ ca sĩ người Việt Nam. Cô được xem như một trong những ca sĩ đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc synthpop. Sergio Agüero, cầu thủ bóng đá người Argentina, anh sinh vào ngày 2 tháng 6 năm 1988. Ngày mất của ai? Ngày 2 tháng 6 năm 2014 là ngày mất của Phạm Huỳnh Tam Lan, là cầu thủ bóng đá người Việt Nam. Ông là cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Cảng Sài Gòn và đội tuyển Việt Nam. Phạm Huỳnh Tam Lan là một trong những trung vệ xuất sắc trong lịch sử bóng đá Việt Nam và châu Á. Sự kiện: năm 1896, Guglielmo Marconi xin cấp bằng sáng chế cho máy điện báo không dây của mình. Ngày 2 tháng 6 năm 1910, Jacques Rolls, người đồng sáng lập Rolls-Royce Limited, trở thành người đầu tiên vượt qua eo biển Manche bằng máy bay. Ngày 2 tháng 6 năm 1979, giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu chuyến công du đầu tiên của ông đến quê hương Ba Lan, trở thành giáo hoàng đầu tiên thăm một nước cộng sản. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai tại Awit TV. Nhớ bấm theo dõi nha!